爱情，tình yêu，爱情的力量是很伟大的，爱情的力量是很伟大的，sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại。安排，sắp xếp。老板安排我去出差三天，老板安排我去出差三天，ông chủ sắp xếp tôi đi công tác 3 ngày。按时，đúng giờ，请你们每天都要按时上班，请你们每天都要按时上班。Xin các bạn mỗi ngày đều phải đi làm đúng giờ. Theo, 我们应该按照这个方案来做。Chúng ta nên làm theo phương án này. Phần trăm. 我们公司90%的员工都自带午饭。Nhân viên công ty chúng ta có 90% tự mang cơm trưa. Bảo证, đảm bảo. 我保证以后不会再犯错了。Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm sai nữa. Bay, gấp, lần. 苹果的价钱是香蕉的两倍。Giá cả của táo đắt hơn chuối 2 lần. Bản lái, đáng lẽ. Bản lái ý chính chua hảo là, đàn sư ta yêu nông hoài là. Bản lái ý chính chua hảo là, đàn sư ta yêu nông hoài là. Đáng lẽ đã làm xong rồi, nhưng anh ấy lại làm hỏng rồi. Bì rú, ví dụ. Dầu xế khờ chẳng, bì rú, sư xuế, yên ủy. 和历史我们都要学。有些课程，比如数学、英语和历史，我们都要学。 Có một số môn học, ví dụ toán, anh và lịch sử, chúng ta đều phải học. 毕业, tốt nghiệp. 我是2011年毕业的。 Tôi là tốt nghiệp từ năm 2011. Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn. 这些产品都达不到标准. Những sản phẩm này đều không đạt đến tiêu chuẩn. Bình can, bánh quy. 这种饼干很好吃，我经常买. 这种饼干很好吃，我经常买. Loại bánh quy này ăn rất ngon, tôi mua thường xuyên. 不得不, buộc phải, không thể không. 因为越南不给入境，所以他不得不回国了。因为越南不给入境，所以他不得不回国了. Vì Việt Nam không cho nhập cảnh. Nên anh ấy đành phải về nước. Bù quản, bất kỳ, bất cứ, mặc kệ. Bù quản wǒ zěnme shuō, tā dōu tīng bú jìn qù. Bù quản wǒ zěnme shuō, tā dōu tīng bú jìn qù. Bất cứ tôi nói thế nào, anh ấy đều không nghe vào. Bù guò, chẳng qua, nhưng mà. 这个问题我知道，不过我不能告诉你。这个问题我知道，不过我不能告诉你。 Vấn đề này tôi biết, nhưng mà tôi không thể bảo bạn. 不仅而且, không những mà còn. 她不仅高而且很漂亮。她不仅高而且很漂亮。Cô ấy không những cao
mà còn rất xinh. Cha, cha, lau. Chờ trang chúa zi, wo yi jing cha la san bian la, hai bu gan jing. Chờ trang chúa zi, wo yi jing cha la san bian la, hai bu gan jing. Chiếc bàn này tôi đã lau ba lượt rồi, vẫn chưa sạch. Tài liệu, tài liệu, tài liệu, vật liệu. 请你帮我准备一下明天开会的材料. 请你帮我准备一下明天开会的材料. Xin bạn giúp tôi chuẩn bị tài liệu của cuộc họp ngày mai. 差不多, 差不多, gần như, hầu như, tương đương. 他和我差不多高. 他和我差不多高. Anh ấy và tôi cao tương đương với nhau. 小时候的事我差不多都忘完了. 小时候的事我差不多都忘完了. Những chuyện của hồi nhỏ tôi hầu như quên hết rồi. 尝, 尝, nếm. 这道菜非常好吃, 你可以尝一口. 这道菜非常好吃, 你可以尝一口. Món ăn này rất ngon, bạn có thể nếm một miếng. 超过, 超过, vượt qua. 如果那个电视的价格超过8000块, 我们就不买了. 如果那个电视的价格超过8000块, 我们就不买了. Nếu giá của cái tivi kia vượt qua 8.000 đồng, thì chúng tôi không mua nữa. 成功, 成功, thành công. 失败是成功之母. 失败是成功之母. Thất bại là mẹ thành công. 成为, 成为, trở thành, trở nên. 毕业后他成为了一名老师. 毕业后他成为了一名老师. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy trở thành một thầy giáo. 诚实, 诚实, thành thực, thành thật. 做人要诚实认真. 做人要诚实认真. Làm người phải thành thật, chăm chỉ. 重新, 重新, lại, một lần nữa. 你读错了,重新读一遍. 你读错了,重新读一遍. Bạn đọc sai rồi, đọc lại một lần nữa. 抽烟, 抽烟, hút thuốc. 对不起,这里禁止抽烟. 对不起,这里禁止抽烟. Xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc. 出现, 出现, xuất hiện, hiện ra. 几个星期后,他又出现了. 几个星期后,他又出现了. Sau mấy tuần, anh ấy lại xuất hiện. 窗户, 窗户, cửa sổ. 打开窗户,让阳光照进来. 打开窗户,让阳光照进来. Mở cửa sổ ra, cho ánh nắng chiếu vào. 从来, 从来, chưa bao giờ, từ trước đến giờ. 他从来没输过, 他从来没输过, anh ấy chưa bao giờ thua. 答案, 答案, đáp án, câu trả lời. 这道题的答案是什么? 这道题的答案是什么? Đáp án của đề này là gì? 打扰, 打扰, quấy nhiễu, làm phiền. 他在看书, 我们不要去打扰他. 他在看书, 我们不要去打扰他. Anh ấy đang đọc sách, chúng mình đừng đi quấy anh ấy. 打折, 打折, giảm giá, bớt xén. 这件衣服有打折吗? 这件衣服有打折吗? Chiếc áo này có giảm giá không?
大使馆，大使馆，大使馆。请问越南大使馆在哪？请问越南大使馆在哪？xin hỏi đại sứ quán Việt Nam ở đâu? Đại phu, bác sĩ. Đại phu nói, "你要好好休息." Đại phu nói, "你要好好休息." Bác sĩ nói, "Bạn phải nghỉ ngơi tốt." Tăng, tăng, làm, khi. 他的梦想是长大后能当老师。他的梦想是长大后能当老师。Ước mơ của anh ấy là sau khi lớn lên có thể làm một thầy giáo. Tang sử, lúc đó, hồi đó. Tang sử, tha hái sư y cơ phổ thông trí yuan, hiện tại y kinh sư lão bản là. Tang sử, tha hái sư y cơ phổ thông trí yuan, hiện tại y kinh sư lão bản là. Hồi đó anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường, bây giờ đã là ông chủ rồi. Tao chu, khắp nơi. Xiao hái zài phòng jiān lǐ dào chù pǎo. Xiao hái zài phòng jiān lǐ dào chù pǎo. Trẻ con zài khắp nơi trong phòng. Tẩy, tẩy, phải, sẽ bị. San điả là, wǒ dè huí jiā lǎ. San điả là, wǒ dè huí jiā lǎ. 8 giờ rồi, tôi phải về nhà rồi. 你不早点回去，就得被妈妈骂。你不早点回去，就得被妈妈骂。Bạn không về sớm một chút thì sẽ bị mẹ mắng. 等，等，chờ đợi。他已经等了2个小时了，女孩还没出现。他已经等了2个小时了，女孩还没出现。Anh ấy đã đợi 2 tiếng đồng hồ rồi, cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Ti, ti, thấp. Công chúa hái bú chua, chêu sư công tư yếu điển ti. Công chúa hái bú chua, chêu sư công tư yếu điển ti. Công việc khá tốt, chỉ có là lương hơi thấp. Điều trả, điều tra. 新产品上市之前要先调查市场。新产品上市之前要先调查市场。Trước khi cho sản phẩm mới vào thị trường, phải điều tra thị trường trước. Đeo, mất, rơi. 他的钱包掉了，没有钱吃饭了。他的钱包掉了，没有钱吃饭了。Ví của anh ấy mất rồi. Không có tiền ăn cơm nữa. Động tác. Động tác. Tha de yếu dụng động tác phi thường tiêu chuẩn. Tha de yếu dụng động tác phi thường tiêu chuẩn. Động tác bơi của anh ấy rất chuẩn. Tủ chơ. Tắc đường. Tại lại công sư de lưu sang, tủ chơ phi thường yên dụng. 在来公司的路上堵车非常严重。Trên đường đến công ty, tắc đường rất nghiêm trọng. 肚子, bụng. 今天吃错东西了，现在肚子疼。今天吃错东西了，现在肚子疼。Hôm nay ăn nhầm đồ ăn, bây giờ bị đau bụng.短信, tin nhắn. 有什么事我会给你发短信的。有什么事我会给你发短信的。Có chuyện gì tôi sẽ nhắn tin cho bạn. Chứ, mà, nhưng. 我喜欢吃饭，而不是喜欢吃面。我喜欢吃饭，而不是喜欢吃面。Tôi thích ăn cơm, chứ không phải thích ăn mì. 男生喜欢打游戏，而女生喜欢逛街买东西。男生喜欢打游戏，而女生喜欢逛街买东西。Con trai thích chơi game, nhưng con gái thích đi dạo mua đồ. Phát sinh,
phát sinh, xảy ra. 这个故事发生在1998年. 这个故事发生在1998年. Câu chuyện này xảy ra ở năm 1998. Phát triển. 最近几年,越南的经济发展速度很快. 最近几年,越南的经济发展速度很快. Mấy năm gần đây, tốc độ phát triển của kinh tế Việt Nam rất nhanh. Phả lư, luật, pháp luật. 他在我们学校学法律专业. 他在我们学校学法律专业. Anh ấy học ngành luật ở trong trường chúng tôi. Phan yi, phiên dịch. 请把这段话翻译成越南语. 请把这段话翻译成越南语. Xin dịch đoạn văn này thành tiếng Việt. Phán não, phiền não, buồn phiền. 不要为这些小事烦恼. 不要为这些小事烦恼. Đừng buồn phiền vì những chuyện nhỏ này. Phản đối, chống lại. 我反对你的意见. 我反对你的意见. Tôi phản đối ý kiến của bạn. Phương pháp, phương pháp, cách. 你有什么好的方法吗? 你有什么好的方法吗? Bạn có cách nào tốt không? Phương diện, mặt, phía. 关于学习方面, 你要自觉努力. 关于学习方面, 你要自觉努力. Về mặt học tập, bạn phải tự giác và nỗ lực. Phương hướng, hướng, phương hướng. 他们在森林里失去了方向. 他们在森林里失去了方向. Bọn họ mất hướng ở trong rừng. Phang chi, bỏ đi. 我不是一个容易放弃的人. 我不是一个容易放弃的人. Tôi không phải là một người dễ bỏ. Phang sông, thư giãn, thả lỏng. 忙了一整天,现在终于可以放松一下了. Bật cả ngày, rốt cuộc bây giờ cũng được thư giãn một lát. Phần, bản. 我去复印这份资料. Tôi đi photo bản tài liệu này. Phân phụ, phong phú, dồi dào. 越南是一个海产资源丰富的国家. 越南是一个海产资源丰富的国家. Việt Nam là một nước dồi dào về tài nguyên hải sản. Phù hợp, ăn khớp. 这个方法不符合实际情况. 这个方法不符合实际情况. Phương pháp này không phù hợp với tình hình thực tế. Phụ trợ, phụ trách, chịu trách nhiệm. 这里的事由你负责. 这里的事由你负责. Công việc ở đây do bạn phụ trách. Phụ, giàu. 现在的社会贫富差距越来越大. 现在的社会贫富差距越来越大. Sự chênh lệch giàu nghèo của xã hội bây giờ càng ngày càng lớn.